Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với xưởng sản xuất Phạm Tuyên. Bên em thì chuyên phân phối các dòng máy tráng, máy nướng, cối xay bột, phên vỉ và nhà sấy, các dòng phên tráng bánh. Nay thì em lại giới thiệu đến quý anh chị một con máy nướng em vừa hoàn thiện xong. Đây là chuẩn bị gửi cho khách thành phố Gia Lai. Bác khách này thì trước đã lắp đặt một con máy tráng rồi và một nhà sấy rồi. Bây giờ thì tiếp tục là đầu tư thêm một con máy nướng nữa. Máy thì được bên em hoàn thiện rất là chắc chắn. Mọi chi tiết thì đều hoàn thiện rất là dày dặn, rất là chắc chắn. Đều là inox 304. Bóng và công suất thì em đang thiết kế con này là 30 kW. Dùng đa dạng cho tất cả các dòng bánh tráng. Nướng được tất cả các loại bánh. Máy này thì có khổ lưới là 45, khổ bóng là 50. Nó nướng được các loại bánh có đường kính từ 40 cm đổ về. Bánh 20 thì nướng được 2 hàng. Các loại bánh nhỏ thì nướng được 2 hàng. Máy thì cho công suất những dòng bánh Tây Ninh, bánh Đô Lương thì có thể được từ 1.200 cho đến 1.500 bánh trên giờ. Đây là tủ điện. Tủ điện thì được em hoàn thiện rất là chắc chắn. Hệ thống điện thì rất là cẩn thận. Hệ thống đấu nối thì toàn bộ là được làm rất là chắc chắn cho quý anh chị sử dụng là yên tâm, thừa tải, không bao giờ phải lo lắng đến mức độ quá tải hay là vấn đề gì cả. Mọi chi tiết về mua sắm sản phẩm thì anh chị có thể liên hệ đến em qua số Zalo 0979770165 để được bên em tư vấn và hỗ trợ. Bên em thì nhận làm tất cả các dòng máy nướng, tất cả các loại bánh đều có thể nướng được. Anh chị cần nở thì bên em sẽ làm nở, anh chị cần làm phẳng thì bên em sẽ làm phẳng. Bên em thì cung cấp các dòng máy sấy, máy tráng, bánh tròn, bánh vuông, bánh đa nem. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.